Như há liêu sanh thoát tự ly khổ đạo lạc tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Lâm Tho Sư Chế Đô Ye A La Hờ Đi San Miêu San Phu Tô Chế. Nam mô Tạc Đắc Tha Tô Ya Đa Ya La Hà Đê Tam Miêu Tam Bồ Đà Tòa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight hearing, I vow to fathom the thus come one true and actual meaning. Wu sha 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 wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jian jie wen de shou qu yan jie ru lai zhe xu. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sanghans, and all good advisors, Amitofo, Shufu Pusa, Shufu Shankan, Gawei Shami, Gawei Shamini, Gawei Shangchishi, Amitofo, Shufu Kuta, kính thưa Hòa Thượng Tiên Hoa, kính thưa quý thầy cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Okay, today is the 22nd of April, 2015. We gathered in Rosemead, California to continue our discussion of the Vajra Sutra, the Heart Sutra, excuse me. You should be on slide number 72. A newly uploaded PDF file is available online, I think. Okay, it should be linked up automatically, right? Okay, very good. 72. 72. We are talking about discussing the sufferings and difficulties. Đừng nói về cái quan niệm, đang giảng kinh về cái quan niệm là cái khổ ách. Khổ là cái thống khổ, ách là cái khó khăn. So we started discussing the eight kinds of suffering in general. As we experience in general, they're all suffering can be classified into eight kinds. The first four we discussed the last couple of times. Thì những cái khổ nó có thể chia ra tám cái loại khổ chính. Thì là hai tuần trước chúng ta đã giảng sơ sơ về bốn cái khổ đầu tiên rồi, là sinh lão bệnh tử. Now we continue with the remaining four kinds of sufferings. Rồi bây giờ nói thêm về cái bốn là khổ cuối cùng. Okay. It turns out for most people these sufferings are what we go through as in our existence. Everyone goes through these sorts of eight sorts of sufferings. Mỗi người cứ việc nghĩ kỹ lại cho coi, chúng ta đều phải trải qua tám cái loại khổ này. Sanh lão bệnh tử, the first four we discuss again is birth, aging, illness, and death. No one can escape that. Không ai tránh được cái chuyện đó. Last time we talked about the details, but the one thing people might say that I'm healthy all my life. Mình đã giảng rất cặn kẽ về cái bốn cái loại khổ đầu tiên là sanh lão bệnh tử. Thì có những người nói tôi đời tôi khỏe mạnh, right? I'm healthy all my life. Okay, but it turns out the scientists, the doctors are saying that for all of us, 100% of us will be
will have back pains. Cái vị biết nói thì cũng đúng. Tại sao? Tại bác sĩ nói rằng là một tất cả chúng ta đều ai cũng bị đau lưng hết. Okay. So illness is part of life. Now number five, okay, số năm là to be separated from the ones you love. Okay, là khổ. Thứ năm là ai biệt ly khổ. Yeah. Ai biệt ly khổ. Meaning that you want to be someone, but conditions arise that cause separation. Có nghĩa là mình rất là thương yêu người đó. Mình thương yêu thì mình muốn gần gũi người ta. Để gần gũi không được. And therefore, this kind of suffering is very hard to take. Mình thương yêu mà không gần gũi nữa, nó khó chịu, nó đau khổ, dễ sợ. Right? Ever been in love? Ai đã biết yêu chưa? There you go. Two or three of us know about love. Except for young people, những cái tụi trẻ nó chưa biết tình ái tình là cái gì hết á. You know? Too young to understand about love. Nó trẻ nó không hiểu được cái giá trị của cái yêu đương là cái gì. And the nature of love is that you're very attached to them. Cái ái tình đó làm chúng ta rất chấp trước với người mình yêu thương. And you want to be close to them. Khi nói chuyện yêu là mình muốn gần gũi người ta. You know, you want to be close to them. You want to be together with them. And yet you can't. Mình không ấy. Thành như mình nhớ nhung, mình ao ước. So when you cannot be together with the ones you love, you think of them. You can't eat, you can't sleep, stuff like that. Okay, it's unbearable. Right, Tex? I pine away. And in particular, there's a sort of separation that's the hardest to take. Có một cái loại biệt ly mà rất là khó mà nhận được. What is that? Anyone know? It's a sort of separation that's very difficult to take from the ones you love. Người mình thương yêu nó rất khó mà xa cách được. Một cái loại xa cách nó rất khó mà chấp nhận được. What is it? Anyone know? Of course you all know. Chắc chắn vì ai cũng biết cái đó rồi. I'm sure all of you know. Except for the young one. Trừ phi những người còn trẻ tuổi ta không biết thôi. Yes. What? Tử biệt. À, sự biệt. See? Tử biệt. Yeah, sự biệt. Tử biệt. Your loved one dies. You know, I talked to someone last night, and his friend has a friend. She lost her father a year ago, and she still cannot talk about his death. Ngày tối qua tôi nói chuyện người kia có người bạn, có cô bạn đó là thương cha lắm, ông cha đã chết một năm rồi, mà hiện sau một năm trời vẫn chưa nói chuyện về cái chết của ông cha mình được. Nó đọc không? My beer is here. Look everyone. Yeah, and this is just like beer. Vietnamese beer we drink like this with ice cubes, mind you. Việt Nam mình uống bia là phải có đá trong mới là gọi là bia. Bia là gì ạ? Okay, in Vietnam, by the way, those of you you're not from Vietnam. After work, we go to a joint and we drink beer like this and we eat appetizers. This later the Americans here they copied us and called happy hour. Người Mỹ bắt chước mình. Việt Nam mình là bắt đầu tiên hết á. Mình xong mình làm việc mình tới mình nhậu, xong mình nhạc.
Mỹ bây giờ nó mới bắt chước mình. To your health. So even after a year, she can still finds it very hard to speak of her father's death. Mặc dù năm rồi mà không có nói chuyện được. You know, and for some other people, even takes a lot longer to recover. Mà rất nhiều người ta rất là khó mà quên được cái người quá cố. Because separating from the one you love by death is like permanent, you know. And quý vị thấy không? Cái mà mình xa cách cái người thương yêu mình mà bị người ta chết á, mình khó chịu vì sợ khổ sở vậy sao? Okay. So those you who ever experience that, có nghĩa người nào mà như vậy đó. Okay. I love my grandmother dearly. Thầy thương bà nội thầy. Yes. Okay. She adored me. She doted on me. So every one of us has a person we're close to that are gone forever. So for that remedy. Make sure we see them again in a Western Bliss Pure Land. Okay. Thành ra những người như vậy có những cái hoàn cảnh như vậy thì Phật giáo mình có một cái liều thuốc là mình hẹn gặp nhau bên Tây Phương Cực Lạc. Đó. Let's all go to Western Bliss Pure Land, and then we'll be together for a long, long time. Rồi mình qua bên Tây Phương Cực Lạc mình sẽ ở chung với nhau rất rất là lâu, mà ở chung mà không có cãi vã nhưng ở chung ở đây đâu. And the nice thing about being together in Western Bliss Pure Land is that we do not fight in the Pure Land. Here we love each other and we live together, but we can't stand each other. Okay? Đúng không? Ở đây mình thương yêu nhau nhưng đều mà ở chung với nhau là không tránh chuyện cãi cọ được. Nhất là mấy cái vợ chồng nó trẻ nó không tránh được cái chuyện đó, especially the young lovebirds. Yes. What? Nhận ra nhau hả? What do I know? Never been there before. Someone asked me, when you make it the Western Bliss Pure Land, can you still recognize each other? I say, I have no clue. I've never been there before. What do you think? Cái mình nghĩ sao? Yes? Yeah. Except for Kim Điền, all of you recognize each other. Trừ cô Kim Điền thôi. Mình sẽ nhận ra nhau hết. No, Jeannie, that's the nice thing about the Western Bliss Pure Land. You know, you go there one lifetime, you become a Buddha, meaning a long, long time. So all these people who with prior conditions, they get together, and they quite a few of them recognize each other. Okay, qua anh kia thì có một số lớn sẽ nhận ra được nhau. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. So this suffering here, we all undergo that. Undergo the separating from the loved one. Cái mình khổ sở, mình khổ sở khi mình chia biệt ly cái người mà ở xa cái người mình thương. And similarly, in a similar kind of vein, you are close to the one you hate. Cái loại khổ tương tự thứ sáu á. Là duyên là oan tăng hồi khổ. Is you
you are together with the one that you can't stand. Mình ở chung với người mình ghét cay ghét đắng. Okay. And it's funny, we talked about a similar kind of experience today at lunch, and ngày nay mới ngồi ăn trưa nói chuyện mấy thầy mấy trò nói chuyện với nhau, nó nhỏ nhỏ với nhau kể chuyện cái chuyện hậu cung. We talked about the emperor's palace, the harem. Okay, where the wives, the empress and the concubines and the consorts live together. Okay. And I assure you, it's not very happy. Biết cái chuyện mà bị người mà cung phi, người hoàng hậu mà sống chung trong hậu cung đó, nó khổ sở dễ sợ. You know, because there are some movies or series where they portray what happens. It's a novel, of course. It's a, but they I'm sure model after some amount of truth. That is the rivalry and the jealousy and the viciousness that the king's wives and concubines have towards each other. Quý vị biết không? Mà khổ sở vậy sợ là trong sống trong cung trong cái cung những người cung nữ đó họ khổ sở vậy sợ là you know you are living with the enemy. Sống chung với kẻ thù, kẻ tử thù. Because they're plotting your demise. Họ đang sống mà họ đang tìm cách để hại mình. Okay? So, it is rather unpleasant. Number seven, cái thứ bảy. Not getting what you are seeking. The translation is incorrect. It's not desire but seeking. Desire is something, seeking is something else. Thầy sửa tiếng Anh một tí, tại tiếng Anh hơi trật một tí là cầu bất đắc khổ. You seeking, and yet you cannot. You seeking for something. And you cannot get it. Okay? Not getting what you seek. What you seek. Okay. I stand corrected. Lucky I don't take it personally. What? Mình mong cầu mà mình không cách nào mình có được. Okay. Cái tâm mình muốn mà không có cái khả năng mà lấy được mà đạt được. Okay. That is terrifying. It's very very painful. Mình cầu mà không được, especially to your ego, your self confidence. Cái mà mình cầu mình làm được nó làm đau khổ, khổ sở, mình thiếu cái tự tin. Okay, it destroys your self image. Okay, cái bản ngã mình nó bị dao động. Okay. So you no longer are yourself. Mình còn mình. Okay. Number eight. Thứ tám. Khổ thứ tám là cái ngủ ấm mà nó sần là nó thình. Ngủ ấm thình. It's called the raging five skandha, raging fires. What does it mean? The way they explain it in Chinese is incorrect. Mm.
cái tiếng Hoa này, mình dịch cái phần tiếng Hoa thầy nêu trích ra cho quý vị thấy, cái này là cái họ giảng trật, họ không hiểu. They don't understand the meaning of the five skandhas, raging fires. Okay, họ không hiểu cái nghĩa đó. Okay, meaning that what is raging fire? Cái ngũ ấm như là lửa cháy rực vậy đó. Nghĩa là sao? Lửa cháy nghĩa là sao? Okay. Imagine yourself caught in a forest fire. Quý vị tưởng tượng, quý vị đứng vào rừng mà bị rừng nó cháy. You surrounded fire. Xung quanh mình toàn là lửa, không? Okay. That's the kind of suffering it is. Cái đó nó khổ như vậy đó. Mình không cách nào mà thoát được. Is no escape possible. Okay. Dangers all around you. Xung quanh mình là toàn nguy hiểm, toàn là chết không, không cách nào thoát nổi. Cái ngũ ấm nó như vậy. That's the nature of the five skandhas raging fire. Là cái lửa của cái ngũ ấm đó, nó tương tự như vậy, nó nghĩa như vậy đó. So what does it mean? Your five skandhas are encircling you and trapping you and killing you. Là cái ngũ ấm của chúng ta đó, nó đang bao vây, nó hãm vây chúng ta và đang hại chúng ta, mà ta không cách nào mà thoát nó nổi. You have no way of escaping it. No way, no matter how hard you try, you have no way to escape it. Không cách nào mà thoát nó được hết. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Master, would that happen at any level of where, who does it apply to? Okay, người nào bị hãm vây cái này? If you're fourth stage arhat and below fourth stage arhat, then you are subject to the five skandha raging fires, and you have no way of escaping it. Quý vị mà dưới trình độ tứ quả la hán á, thì quý vị bị cái ngũ ấm nó vây quý vị, mà quý vị không cách thoát không được, không cách nào tránh được cái khổ đó. You have no way of escaping that suffering. The fourth stage arhat can rise himself above it. Cái người mà tứ quả a la hán thì có thể thoát được, còn dưới đó không thoát được. Anyone below that, they have no way of escaping it. Meaning all ordinary people, những cái người mà phàm phu đều là bị nó vây hết. No escape possible for you. If you are ordinary person, you're mortal, a mere mortal, there's no way for you to escape. The gods, the spirits, the ghosts, no escaping. Thiên nhân, nhân gian, quỷ thần, không cách nào thoát được. For example, Kim cannot escape the third calamity. Hằng cái cô Kim này vẫn chưa thoát được cái tam tai. The third disaster at the end of the kalpa is the wind disaster. À, khi cô này hiện bây giờ đó, không cách nào cô thoát được. Nói chuyện ngủ ấm là có nhiều cái chuyện mà vì cái ngủ ấm đó mà cô này không cách nào mà thoát được cái thiên tai thứ ba, là gió nó thổi đến độ mà nó bay hết tất cả, mình chết luôn nữa. At the end of the kalpa, sau tới cái cuối tầng của cái thế kỷ nó, của cái kiếp này, okay, thì có một cái loại cái tai hoặc là cái phong tai, là gió nó thổi lên. At the end of the scalpa, there is a wind disaster where the wind blows. The wind from the wind wheel. Okay? Trong cái vũ trụ có gọi dưới cái quả trời chúng ta, quả thế giới chúng ta, below the star world, there's something called the wind wheel. Ở dưới cái quả ta bà này có cái gọi là cái phong luân. Bắt đầu nó thổi, gió nó thổi. So the wind blows. And it's so strong that it destroys everything up to the third Diana Heaven.
Tại nó thổi mạnh đến độ mất tất cả những cái gì nó bị hư hết, nó bị tàn phá hết, cho tới cái quả thiền thứ ba, tam thiền luôn. Thứ ba còn bị tàn phá. Yes. Yes, it destroys tri-stimsha. Tri-stimsha is still in desire realm. Alright. Okay. So the third dhyana is a form realm. Okay. Có người nói là như vậy có hại cái quả trời, phá hại tàn phá quả trời đau lợi thì nó có. Tại đau lợi vẫn còn trong cái dục giới. Cái tam thiền trong cái trong cái sắc giới rồi, nó vẫn còn bị tàn phá như thường. Okay. So the nature of these five skandhas are like your own personal prison. Cái sự thật á, của cái ngũ ấm á, là giống như cái tù ngục của mình vậy đó. You are in prison within yourself. À, mình đang bị ở tù. Mình cứ tưởng là tự do. À, như cái cô mặc áo xanh ở sau, nói, tôi là thoải mái, sung sướng, đầy đủ. À, không có, đang ở tù đó em. So people falsely think that they have a lot of freedom. Like Mr. Beaumont, he says, I go as I please, anywhere, you know, I go to Plexus, and I drive from Van Nuys to the temple, do as I please, hang out at the coffee shops, visit my friends. It's freedom. No, you're a prisoner within yourself. Mình là tù nhân của cái thân của mình. Không ai biết chuyện đó, không ai nói chuyện đó. No one talks about it. You know, you spend your entire life. And you are a prisoner within your own body. Mình sống cuộc đời mình làm tù. Cái tù ngục của mình là cái thân của mình. Không cách nào mình chạy đâu được hết. Okay? And when the time comes, okay? We will exchange it for another. We go to another jail. Khi mà tới cái lúc mà mình chết á, mình đổi cái thân này mình lấy cái tù khác thôi. We go to a different jail. That's all. Okay. Cô Quả Ngân. Cha tránh được phong tai. She says, how do I avoid the wind disaster? How? Yes. He says, sit in full lotus. Very good. Increase your mighty power. Tăng trưởng cái định lực của mình. Yes. Go to Pure Land. Quảng Phan Tây Phương Cực Lạc. Okay. Anyone else? Có ý kiến khác không? Tứ thiền trở lên. Okay. If you're born to the fourth dhyana heaven, then you're free from disaster. Quý vị, nếu mà quý vị sinh vào quả tứ thiền trở lên á, thì nó không bị cái phong tai nữa. So for example, if the wind disaster comes today, hàng như ngày mai, tuần sau, okay, another week, next week, after the last shave eyes session we have. Tuần sau mình ăn nhậu bữa cuối cùng. xong rồi phong tai nó tới. Okay. We can arrange for that, by the way. We can postpone for a week. Mình có thể mình hoãn là cũng tuần cũng được. What do you think is going to happen? Quý vị nghĩ chuyện gì xảy ra? Text, what do you think is going to happen to you, sir? If the wind, there's a wind disaster next week.
Một Phật thầy, theo con nghĩ là giả sử mình biết như vậy, mình ở nhà cố gắng chú đại bi, cầu Bồ Tát, Phật Bồ Hộ, cái chuyện này nó đỡ đi xa xa cái chỗ này. She says, I believe in the Great Compassion Mantra, so I reside until next week, and then I will push the disaster away to another planet. Tới hành tinh khác. Very nice. Đó là một cái cách khác. Nói cách khác là cầu cứu Quán Thế Âm Bồ Tát. You call for Quán Thế Âm Bodhisattva for help. Đúng không? Ngoài Quán Thế Âm Bồ Tát là sẽ... mình sẽ tai qua nạn khỏi. That's correct. Or you can call upon Medicine Master Buddha, hoặc là mình tụng cái dược sư thần chú, recite the Medicine Master Buddha mantra, which we do every Saturday night. Thường thường tối thứ bảy này cũng tụng một tí, okay, before we go to shave ice. Okay. He says, people are worried about earthquakes. We notice like we don't have that many earthquakes in the LA area. You notice that? Quý vị để ý cái vùng LA nó ít động đất dễ sợ không? Yeah. More happen more in Northern California. Ở Bắc Cali nó nhiều hơn ở dưới này. Here, very tiny. Of course, there are a lot of small tremors every day, but it's very, very tiny. Ở dưới vùng Nam Cali nó có nhiều động đất, nhiều xíu, mình không tránh được. Mấy cái lớn toàn ở trên Bắc Cali không? The bigger ones are up in Northern California. Wonder why? Because of third dhyana cultivators, tại nhờ mấy cái người mà tam thiền tu đó. Why is that? Have you pondered? Have you ever thought why is that the East Coast weather is so bad this year? Cái vì có bao giờ nghĩ tại sao mà bây giờ cái năm này đó, mùa đông năm này đó, nó tuyết nó bão bên phía miền đông của nước Mỹ, nó tới tấp. Why is that? Các bạn nghĩ chuyện đó chứ, anyone knows? Biết tại sao không? Anyone knows? Noma Yane New York. Bên nữa không có đại Kim. Nhiều ở trên Bắc. Đúng rồi, nhờ Bồ Tát nhiều chùa đó. So he says it's probably because a lot of temples in Bồ Tát, Vietnamese temple in Bồ Tát, that's why now Southern California will be a lot safer than Northern California. Nhưng điều tại sao thầy hỏi vấn đề tại sao bên miền đông nước Mỹ đó, năm này nó tuyết tới tấp, người ta chết quá trời, một cái trận tuyết này chết mười mấy người, 200 người. Okay, why is it every single snowstorm you have at least 14 people die on average? Why is that? Tại sao có ai biết không tại sao không? Sydney, why is that? Why this year in particular? Năm này đó, you notice one snowstorm after another. Cứ một cái bão tuyết gần tới thì tiếp tục nó theo một bão tuyết khác, nó theo bão tuyết khác. Why is that? It's very unusual. Nó rất là lạ, rất là kỳ lạ. Why is that? Anyone? Không ai biết hả? Khí hậu thay đổi, climate change. Yes? Anyone? Tại vô Phật thầy có để tại chúng sanh tạo ác nhiều quá, thành ra biến thành cái tai qua nạn, cái tai nạn thiên tai rồi nó nhiều để nó
không ai biết hả? Hệ quả ngân không biết hả? Biết tại sao không? Khỏi vào mặt thành hỏi tại sao được không? Can you call the DRB, CCTV and ask them why? Hey John, can you call your CCTV connection, John, and ask them why is that the weather is so bad? And CCTV might be able to give us you an answer. No? He says he's going to save his connections for the real, you know, important issues, not the weather issues. Ông chê nhờ cái ông nha sĩ mập đó là lên hỏi vào Hoàng Thành dùng thử. See? No connection that CCTV matters. No connection. But we have better temples here in Southern California than way better than back east. Back east, yeah, okay. Ông nói là tại cái chùa Cali mà nó giỏi hơn mấy chùa bên Đông Tây. Because it's no Mahayana in the East Coast, by the way. They have no blessings, Master. I tell you a story. Okay, you can go back to your chair. Thank you very much. Thank you, Master. You're welcome. By the way, something else too. Yeah. They don't have pancakes, that's why. They don't have pancakes. There you go. Back then, they said, there's a king. It's a kingdom. It's a vương quốc đó. They're under serious famine. Bị nạn đói. People are dying left and right. Dân chúng chết lên chết xuống. Đói quá chết. Okay. It's because there's a dry spell and then followed by and there a crop failure and therefore people go into famine. Đó là tại vì lúc đầu nó hạn hán, xong rồi trồng trọt không được rồi dân chúng mới đói mới chết lên chết xuống. Okay. And so the king being good king, he consulted with his soothsayer. Thì ông vua đó mới kêu cái ông quân sư tới hỏi giùm làm cái gì mà cứu dân bây giờ cho nó họ bớt khổ. So what can I do to provide relief to my people's suffering? By the way, which suffering is that 1 through 8? Cái hạn hán, cái chết đói này á, là cái loại khổ nào đây? Which suffering is that among the 8 sufferings? Kim đi. 8? 7 or 8, I'm not quite sure. Not getting any CTC food. It's just your condition. The condition of being a human being is you're hungry. Okay, let's go through the list. Is it buat? No, unanimous. Không phải là sinh mà không phải là cái khổ. Okay. Is it aging? No. Is it illness? No. Yes, it is. Đói là một cái loại bệnh. Hunger is a form of illness. In a Chinese culture, food is considered medicine. Quý vị biết không? Cái đói là một cái cơn bệnh. Bởi vì trong cái nền văn hóa người Trung Hoa đó, cái đồ ăn đó, thức ăn đó là một cái liều thuốc, tại nó chữa cái bệnh đói. You realize that every day we experience the illness of hunger. Mỗi ngày chúng ta bị cái bệnh đói. Agree? Okay, of course, clearly, number 4 is death. Right? Cái khổ là thứ ba là mình rõ ràng cái lúc mà bị chết đói là bị bệnh đói này, xong bị chết này, right? Okay. Number 5, is it separate from loved ones? Có phải bị xa cách người mình thương yêu không? Yes or no? Yes. Meeting a hated one, mình gặp những người mình ghét, có không? Yes, they're fighting for food. Nó đang giành đồ ăn của mình. Not getting what you seek, mình cầu không được.
Seeking food, we cannot find it. Kiếm đồ ăn mà mua pizza cũng không nổi nữa. Pizza is too expensive. Okay? Five scan is raging fire. Cái thứ tám là cái ngủ ấm. Lửa cháy ngủ ấm. Of course, you have the body. You're subject to that five skandhas. So the famine itself, you have six kinds of sufferings. Nổi cái nạn chết đói không là bị sáu cái khổ trùng trùng. Famine is at least six kinds of suffering at the same time. Dễ sợ không? That's why it's very hard during the times of famine. Thầy quý vị biết những cái quốc gia mà ta bị cái nạn chết đói đó, bị nhận đi Phi Châu này nó khổ sở dễ sợ. You notice that in Africa, they experience this every year. Think about this. Nghĩ lại cho coi. Ở Phi Châu, mỗi năm đều bị như vậy. Okay? So far, so good? Okay. So this wise king here called his advisor and said, what can I do to provide relief for my people? Vua mới gọi quân sư. Hỏi là bây giờ trẫm cần làm cái gì để cứu nhân độ thế, cứu dân chúng bây giờ. So the advisor said, cái ông quân sư mới nói, okay. The suffering here, cái khổ của dân chúng này đó, okay, must be borne, phải có người gánh nó, by someone. Therefore, let's put it on your officials. Mà nói là thôi bây giờ thần đề nghị với bệ hạ là mình gắn cái lỗi này cho, gắn cái khổ này cho các quan, bách quan. Let's pass it on to all the officials of the court. Okay? So the king says, no. No go, nó không được. Tại sao vậy? Nó khổ quá, sao nó trị quốc bây giờ? If they suffer too much, how are they going to function? Okay. So the advisors and then I have no other solution. I mean, có ai nào khác? So the king says, then let me take on the suffering. Ông vua mới đề nghị là nói là thôi để trẫm nhận cái khổ này cho. Okay. And because of that, the heavens were very touched, and the famine came to an end. They got relief. Và nhờ cái ông vua mà cái lòng từ bi bác ái như vậy đó, thành của cõi trời nữa, ta đồng lòng, ta giúp đỡ thành cái dân chúng nó không bị đói nữa. My point here of the story is that when the leaders of the country lack virtues, the disasters, natural disasters come. Cái ý nghĩa là như vậy nè. Khi mà cái người lãnh đạo á, của quốc gia mà thiếu sống, thiếu đạo đức á, thì cái nước á, dân chúng nó bị rất nhiều cái thiên tai, hoạn họa, hoạn nạn. Is it clear? Yeah, I fully believe that. And our country, our leaders are... We're so polarized right now. It's Democrats against Republicans, and Republicans are going crazy. The extreme. Okay? Mình quý vị biết bây giờ cái tình hình mà political, what's the Vietnamese political? Chính trị đó, bây giờ đó là chính trị cái những người lãnh đạo chính trị xứ Mỹ đó, nó loạn quá đi. Thành ra nó đủ thứ thiên tai. You can judge by
you know, you can judge the qualities of the virtues of the political leaders by the state of health and the nature of the disasters. Okay, vì để ý chứ coi một cái người lãnh đạo chính trị mà của quốc gia mà thiếu đạo đức á, quốc gia nó bị rất nhiều thiên tai. You notice, for example, when the previous Bush was around, he also have like Katrina. Ông tổng thống lúc trước đó, ông Bush lúc trước đó, ông cũng bị đủ cái loại thiên tai hết. And Jin Xiang says this is all worse now. Okay, he says even the Bush, the elder Bush also has a lot of disasters. Okay. And this is goes to tell you that as a political leader, thưa quý vị biết không, một cái người mà là vua của quốc gia, người tổng thống quốc gia, cái đạo đức nó quan trọng dễ sợ. The virtues of the political leaders are very important to the health of the nation, to the welfare of the nation. Okay? This is Chinese wisdom. It's not my wisdom. Cái này là không phải là cái thầy biết riêng đâu. Cái này là cái trí huệ của bên Phật giáo Trung Hoa ta biết như vậy. This is the Chinese wisdom, Buddhist wisdom. Từ xưa đó một cái vua là gọi là minh quân đó, họ rất là đạo đức. Ông chẳng vua Khang Hy đó rất là người rất đạo đức. For example, Kangxi, the Qing emperor, late Qing emperor, where the Chinese culture prospered, he's a very virtuous emperor. So many great things happened under him. Okay? And that's the Chinese wisdom. Cái đây là cái kinh nghiệm, cái trí huệ của bên văn hóa Á Châu mình đó, những người văn hóa người Trung Hoa đó. Okay? Any questions? Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yeah. Như vậy nói như vậy tại sao bây giờ kinh tế nó phát triển ra, nói vậy có đúng không? Nói một cách công bằng, lúc mà cách 1975 á thì dân chúng đói dễ sợ. Bây giờ dân chúng khá giả. Mà hỏi thử là lúc mà đời trước, trước khi mà trước 1975 đó, thì dân chúng đâu có nghèo, đâu có giàu hơn đâu, cũng nghèo dễ sợ. Thì đâu có khác gì đâu. Thì bây giờ nó giàu hơn. Thành đấu trách mà lãnh đạo nữa. Thì như vậy là không phải họ đạo đức hơn những người lúc trước hả? Well, she has her own opinion about Vietnam. Các sức, các tỉnh nó bán, nó kéo cả tháng rồi nó xuống nó thâu chịu.
Còn những giống như mình nghèo thì mình không có tiền, không có vốn. Mình thì phải tử khó mà lội các tỉnh các bang này để mà bán được một chút mấy tiền bạc để làm vốn. Thành ra thấy con thờ cái đủ của con thấy con không sướng gì đâu. Muốn làm thử cũng khó lắm mà. Hồi trước thầy để ý nó còn đâu còn tham nhũng thời sau này nữa. Anh bất dễ sợ lắm. Thầy nhớ hồi nhớ là làm con tòa là phải gửi từng cái hộp bánh vàng, lưu vàng để mà đốt thành làm sao mà hoạt động sương mãi được. Đâu phải đời. Đổi gì đâu. Ông chuyển đồ vàng dòng của ông 18 tấn nữa mới thầy. Tính cơ tiền đó bao nhiêu? Cũng không dám ra cái quà. So they talk about Vietnam, how corrupt it is. They compare to the current system, the virus system. I say it's not much difference. So you can blame all you want. You know, communists may blame the prior system, and the prior system people blame the communists, but you know, it's not much difference. But the fact is that the economy improved. It's not necessarily because of the current government. It could be prior things. So anyway, people have their own opinions. Okay. Mọi người có cái tư tưởng khác nhau. Và có người nghĩ sao? But Eugene has her own, of course, Eugene has her own version. Cô có người đương nhiên có cái tư tưởng riêng của cô. Ông Diệm á nghe, đời từ xưa thầy nghe nói thầy thì cũng rất trước thầy đó. Ông Diệm á cũng là rất là thanh liêm, sống rất là không có xa xỉ phẩm đâu. Nghe ta đồn như vậy đó, thầy nghe như vậy thôi. Ok. Thành ra cái nước đó nó hòa bình, nó tương đối, nó yên ổn. Nó yên ổn. Rồi sau khi mà ông theo ông lời ông Nhu mà đàn áp cái Phật giáo rồi mới đầu mới lộn xộn, chứ còn lúc trước đâu có sao đâu. Thôi bởi vì đừng có đụng Phật giáo phiền lắm. Ok. So they keep on discussing about the politics, but let me ask you this, okay? You think the politicians really have that much control? Quý vị thiệt sự nghĩ rằng mấy người lãnh đạo chính trị họ có nhiều cái quyền hành như vậy hả? Huh? I don't think so. Thầy không tin, nhưng mà I don't believe so. Those politicians are selected and receive the financial support from the businessmen, from business. That's business. Don't you think? It's about making money. That's all. It's no different. Whatever system you call. Yes. All American politicians are controlled by corporate. Yeah, that's the way it is. It's a money-based system. Yeah. You need every politician needs to go out and raise money for the next campaign. To spend, you know, a congressman spend 6 years in office raising money. That's the way it is. You know, amazingly to me, I heard that, you know, give him a donation of $1,000, that's a lot. Can you imagine? $1,000 is a lot. You bend the ears. If you give $1,000, they know your name. It's amazing. Anyway, I don't know where we got, how we got here. We usually detour a lot when we lecture. Thank goodness the text is here
for 6 years, 7 years now to keep us on track. May có ông Mỹ này, ông tới 7 năm, tuần nào cũng tới để nhắc mình mà trở về nói nó Pháp chứ đừng nói tầm bậy tầm bạ. He brings us back and says, let's talk Dharma and stop gossiping. Thank you, Tex. It's time you do. Okay, moving on. Ai thắc mắc gì nữa không? Okay. Yes. Hằng nóng quá hả? Hằng quá. She's hot now. Oh, talking politics. She's. Bà chính trị một cái lên bà thân hư bây giờ bà thăng nóng. I'm freezing. Thầy run gặp đang sợ. Không biết ai tấn công mình đây. I'm worried who's going to attack me now. Pro-communist or anti-communist going to attack my Dharma lecture, Dharma, my sutra lecture. Đừng lo, không biết là nhóm thân cộng là chống cộng nó sẽ tấn công thầy, chỉ trích cái buổi giảng pháp này của thầy. Còn cô Tân Hương này nóng, thầy đừng lạnh ru. À, thầy nên lạnh ru. Không sao. Yes. Vô nên tốt cho mình lắm. Chứ hề không cần thiết. Tại sao vậy? Hỏi có lý do cái bà này hỏi khi nào bà có cái dụng ý hết á. Tại sao vậy? Có chuyện gì muốn hỏi thiệt ra đi. Không biết vậy thôi hả? Vô minh không có hại gì hết á. Nó đâu khác gì người khác đâu. So Gojin ask if ignorance is damaging and what about wisdom? How useful is it? I said wisdom is of no use and ignorance has no harm. Why is that? Because you just said ignorance as the next person. So what difference does it make? Ai cũng vô minh như mình hết á. Mà mình có trí huệ là người ta ghét. Mà mình vô minh như người ta thương. À, ta thương. The reality is that you stand out, you're smart, you're wise, people hate you, they don't like you. Okay? Cái khổ là vậy đó. Thành cái người á, không phải thấy nó đùa đâu. Cái người mình thiệt sự có trí huệ, ta nó đờ. Ta cầu quảng dễ sợ lắm. So that's why my point is that the truly wise people, okay, they look so dumb. They act so dumb. So that they're not a threat to ignorant people. Người ta có trí huệ, thành ta ta khù khờ để cái người vô minh người ta không ghét, không có thù người ta. You see, the Chinese, that opera, the soap opera we talked about today at lunch, hey, Chinese people, hey! Chinaman. Listen. That series, the Ho Kung, the one characteristic of the concubines and the consorts and the queens in the emperor's harem, the one characteristic that makes them stand out together. Tất cả những cung phi, những cung tần, vương phi, cung nữ, hoàng hậu đều có một cái điểm chung là cái gì? What is it? They're jealous. That's correct. Họ ganh tị nhau. Why are they jealous of each other? Tại sao ganh tị với nhau kim điều? They seek position and influence. Giành địa vị quyền lợi. What else? Cái cô nhỏ nhỏ này nè. Giành riêng ông vua. No. That's keep it PG. Đừng có lộn xộn con. Mình đang nói chuyện rất đàng hoàng. Sao cái cô mặc áo xanh?
sắc đẹp, beauty, that's correct. Anyone else? Tại sao vậy? Có một cái chung, cái cô này đó đúng rồi, đẹp dễ sợ lắm. They're all pretty. Từ từ thấy đúng cái vô minh thượng chứng minh. See, Jenny, I'm proving of the ignorance. They are pretty and yet they're so ignorant. Họ rất là đẹp nhưng mà họ vô minh. Vô minh chỗ nào? Why are they so ignorant? Vô minh chỗ nào? Tưởng tượng như cổ quan tương tưởng tượng mình là hoàng hậu đi. tưởng tượng thôi. Cảnh đừng tưởng tượng mà trong hậu cung mình sống như vậy đó. Ok, mình là đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cười, look at her. You're so pretty. Ok, that's why you go into, you belong to the emperor's harem. Mới vào được hậu cung chứ. Cái điều kiện đầu tiên hết là phải đẹp, đúng không? The first requirement, pretty face. Sao? Đúng. Đúng mà vô mình. Mặc dù họ đẹp, nhưng họ cùng một cái bệnh là cái bệnh vô minh. They all are ignorant. In what way? In what way? They all try to be number one. Ai cũng muốn làm số một hết. Sound familiar? Nghe quen thuộc không? Mr. Singer, Mr. Celebrity. Cái người là ca sởi này cũng muốn làm số một. He wanted to be number one too. Correct? Right? You understand my meaning? Thấy cái ý của thầy không? If you stand out, people will be jealous of you. Nếu mình giỏi hơn người ta, mình lộ đầu ra là người ta sẽ ganh tị với mình. That's a problem. That's called ignorance. Cái đó mình gọi là vô minh. Mình vô minh tại vì mình đòi hơn người ta. You ignorant because you want to be better than the next person. You want to prove that you're better than the next person. Vì muốn chứng minh là mình giỏi hơn người ta. You do everything to prove you better than the next person. Như cô Kim Điền, cô làm tất cả mọi chuyện để cô chứng minh cô giỏi hơn những người khác. Ngồi bên cạnh cô. Cười tủm tỉm. You understand? Mình làm như vậy người ta ghét mình. Đâu có thương đâu. If you like that, Kim Điền said, do you really hate me? She says. You see, mình muốn nổi bật ra, người ta ghét mình, ta ganh ghét mình. If you stand out, people are jealous and they detest you. That's the nature of ignorance. Cái đó là cái vô minh của mình. Mình muốn trội ra. You want to stand out. Yes, Ginny. What? Ignorance is suffering as well? Yeah, but we like it. We like that kind of suffering. Which one? That's a hard one. I don't know. I'm ignorant. Okay, vô minh là cái gì? Okay. So now, based on the eight kind of suffering, nếu nói về bàn về cái tám cái khổ này, thì vô minh là cái khổ nào? Okay? Okay, first of all, number eight. Thứ nhất, cái ngủ ấm có phải là vô minh không? Is it ignorance? Yes or no? Ignorance. Is it the five skandhas? Cái vô minh có phải là ngủ ấm là không? Yes or no? Yes. Yes, of course. Okay? Not getting what you want. Mình không cầu được. Cầu mà không được, có phải vô minh không? Is it ignorance? Absolutely. You're so stupid. Why can't you figure it out? Dốt quá, tại sao không suy nghĩ ra được?
right? Number six, meeting with the ones you hate. Being together is one you hate. Mình ghét người ta, mình phải ở chung người ta. Is that ignorance? Phải vô minh là không? Yes. Why? Huh? You don't have to hate them. You don't have to hate them. Đâu cần phải ghét đâu. Oh, how deep. Tại sao ghét nó làm cái gì? Thì my first reaction is that why are you so stupid that you cannot avoid being together with that person? Tại sao mình dốt cái độ mình phải ở gần người ta làm cái gì? Come on. Hop on the bus. Leo on the bus. Đi. Divorce her. Đi gì nó đi. Bởi vì nó gọi là vô minh. Nó dễ ghét mình đi gì đó. Bởi cái thằng đàn bà trường kỳ trường tình nữ nhi trường tình nó ghét quá trời, nó ghét chồng quá trời, vẫn ôm cho em vẫn thương anh như thường, không bỏ anh được. Giống như hoàng hậu mà khi mà bị ông vua giết rồi, nó là tại sao trước của đời tôi á, trẫm á là dùng người như là giết người như ngoé vậy, dùng người như là dễ rách vậy đó, dùng xong là vất. Mà Khánh á, là vợ của Trẫm, đã thấy Trẫm đã như vậy sáu mấy chục năm rồi mà tại sao vẫn còn thắc mắc, tại sao ngày hôm nay tôi hại mà còn do dự, còn thắc mắc gì nữa? See the emperor in one of these stories, and Kim Lin would love to hear this. The emperor was about to kill his wife, the empress, who's been with him for 30-40 years. Okay, all this time since he first started, even before he became emperor. Okay? And he says, you watch me rise to power and you see how I use people and get discard them when they're no longer useful to me. Therefore, you should not be surprised. It's now your turn for me to get rid of you. Okay? Why? And you're not dumb. Why you know me fool so well and yet you still hang around? Mới hỏi. Bà đỡ với tôi được mấy chục năm là thấy tôi như vậy rồi, con người tôi như vậy, tại sao còn ở đây làm cái gì? You know what she said? Biết bà trả lời sao? Hả? What? Trả lời sao? Bên trà, I owe you. No! Chinese people. Việt Nam trả lời không được. I know the Vietnamese cannot give the right answer. Only Chinese people know. Người Tàu trả lời được không? What's her answer? Huh? Biết người Tàu trả lời sao? You know how Chinese people answered? Kim Đi. No, wrong. See, Kim Đi is very clever. He says, if I leave, if I quit, he'll kill me. If I stay, he'll kill me. So, what's the point? You yên lặng xem. Wrong, bà nói vì cái, you know, because of power, of influence, she cannot be away from him. Wrong. Yes, sir. Why? No, she might have said that. What's her answer? Quickly. She probably said, I've stayed here because you were useful to me. You're so naive, my boy. Man, you're so naive. You're so white. This is, you have to be Chinese to understand this mindset. Cái người Tàu mới hiểu được cái tâm lý này. You laughing? I'm insulted you and you laugh. I find it insulting. Boy, that I can't stand it. Mình mới mắng ông cười khắc. She's Chinese. Dễ sợ không? Bà trả lời sao? Bà trả lời sao? Tôi thương ông hơn là tôi thương thân tôi nữa. Bà hoàng hậu mà nói tôi thương ông tôi còn hơn thương cái thân tôi nữa.
khiếp không? Mà thấy một người nó ác độc, nó tàn nhẫn như vậy, vẫn thương như thường. Thì mình gọi là trí huệ được không, không Quảng Ngân? Cái đó gọi là vô minh. Nó kinh hoàng như vậy đó. Con người rõ ràng biết là nó sẽ hại mình, chắc chắn nó sẽ hại mình, vẫn thương nó như thường. Khiếp không? Trước khi mà bà chết, bạn nói tôi vẫn thương ông như thường. Thầy đọc tới cái phần đó, thầy nói, wow, this is Mahayana. What? Oh, excuse me. she says that, yes, I know you, okay? Of course I know you. But why do I stick around? Because I love you more than I love myself. You Westerners cannot get it. Cái người Tây Phương không thể hiểu được cái chuyện này. I'm serious. You Westerners don't get it. Only Chinese people are stupid. I mean, excuse me. Can you imagine someone saying that? I love you more than I love myself. Yes, sir. Not a foreign concept, not for Westerners. You copy it from the Chinese. Một chiếc từ tàu. The Chinese first invented it, and then the Korean imitated it, and then the Vietnamese perfected it. Thì rõ ràng cái này là mấy người da trắng bất chữ. Yes. Cái đó, Quảng Ngân, đó là thiệt sự đại vô minh. Ở với rắn trước sau nó cũng cắn mình mà vẫn ở nó như thường. Khùng. Đó là đại vô minh. Trước sau mình sẽ bị hại mà vẫn ở như thường. Thì cái đó là đại thừa. That is exactly Mahayana. When you owe people, okay, you cannot think straight. Một khi mà quý vị nợ người ta đó, okay, có người dùng cái chữ nợ thì không biết ai nữa đó. Con có đứa nào nó ngáp phải rồi nó dùng chữ nợ đó mà thầy làm lơ. Khi mà quý vị nợ người ta rồi á, quý vị không thể nào quý vị mất cái sáng suốt ngay lập tức. Nó dễ sợ như vậy đó. Hiểu không? Bồ Tát mà nợ người ta vẫn mất sáng suốt như thường, em ơi. Điên xuống đi, điên xuống xem. Bồ Tát mà nợ người ta vẫn mất sáng suốt như thường, đừng có giỡn. Dễ sợ như vậy đó. Even Bodhisattvas, when they are in debt to the one person, they too lose the clarity. Nothing they can do. Vẫn ngân hiểu sự khác biệt giữa trí huệ với vô minh chưa? Bồ Tát rất có trí huệ, người đấng có trí huệ, mà khi mà nợ người ta vẫn vô minh đối với người ta như thường, chịu thôi. Dễ sợ như vậy. Thành cái phần đó là cái phần đó thì thích dễ sợ. I love the whole part. That's my favorite part. Not the pretty women, not the power struggle. Thầy thích cái phần và là phần gái đẹp, hoặc là ăn ngon, hoặc áo quần đẹp, hoặc là nice clothes, the nice horses, you know, and the soldiers, and the power. The best part is that when the woman says, I know you, but I love you more than I love myself. Hay dễ sợ, tại vì tôi biết ông nhé, nhưng đều tôi thương ông hơn tôi thương tôi nữa. Thành tôi lo cho ổng. Dễ sợ không? Bỏ cuộc đời lo cho ông chồng. Khiếp không? You like it? Thế mình tàu thế. Nó biết the Chinese know, that's why they fall asleep, they talk to each other, you know. Mấy tụi tàu nó biết hết rồi. Nó ngủ gà, ngủ gật gật. Nó quá. Lucky là I am magnanimous. May thầy cái tâm nó rộng lượng.
or you could say I have no choice. Nhiều khi mình có thể nói cách khác là mình không còn, không có sự tuyển chọn nữa. Máy nhất nó ngủ trong trong cái phần điện của mình. At least they can. Ok. Thành thấy cái thế vô minh, thấy trả lời vô minh chưa? Yes. Child vấn đề. Đúng rồi. Đúng. That's correct. She said, ultimately, it's a matter of debt. You're in debt to the people. You don't have any choice. Mình nợ, thôi mình chịu thôi. Phải trả thôi. Phải trả thôi. Khi nào hết mình mới thoát được. Mình phải cổng ta đi sao bây giờ. So you bend over and carry them. Okay? Yeah. All right. Còn trí huệ sao? What about wisdom? Trí huệ nó hại chỗ nào? What's the problem with wisdom? Yes. Thầy không biết cái này. I don't have any wisdom, thầy cũng chịu thôi. So the question I asked, what about wisdom? I have no clues. I know about ignorance. I don't know about wisdom. Mà tại thầy chỉ biết về cái vô minh, thầy không biết về cái trí huệ. Sao mà trả lời được trí huệ bây giờ? Okay. Không, cái phần vô minh thầy giảng được. Cái phần trí huệ phải qua vạn vật thành để họ giảng cho. So what happens is when you ask the ignorance, I give you an answer of ignorance. When you ask the wisdom, I say refer you to CTTB. So can we make the analogy of wisdom and loss? And wisdom and gain, and ignorance is a loss. Mình có thể nói là vô minh đó, là bị thua thiệt. Trí huệ được được lợi hại, lợi, okay? Lợi với hại. Can we equate that? Can we đồng ý cho nó? Can is it clear when you say cái huệ thì mình có cái lợi, còn cái vô minh là bị thiệt thòi, bị hại, đúng không? That's clear, isn't it? Thấy nó rõ ràng không? Yes or no? Yes. That's my answer. I don't answer, but I give you an analogy. You answer yourself. Tại chỉ do cái ví dụ để quý vị tự trả lời thôi. Cái trí huệ nó rất có lợi. Yeah. Okay. Would you like to know what is wisdom? Cũng muốn biết trí huệ là gì không? As I imagine, như thầy tưởng tượng. You too happy today. Something is wrong. Bữa nay ông cười nhiều quá. I'm so you. I tell you an anecdote. Thầy kể vì câu chuyện này, được không? Nghe câu chuyện. I tell you a story. Yeah. Okay, I have a drink first. So a Brahmin came to the Buddha. Một cái ông Bà La Môn đó tới nán vấn Phật. Came to give him a hard time. He says, "Well, honored one, do you know about gain and loss?" Bẩm Đức Thế Tôn, Thế Tôn có biết về cái lợi với cái hại không? Well, the Buddha says, yes, of course. Now, do you know biết? So the Brahmin then said, please enlighten me. Nhờ ngài giảng cho tôi biết. Then the Buddha says, Đức Phật mới nói, what do you think he's going to say? Biết Đức Phật nói gì về? Nói gì? He says, I know you won't be able to guess. Thầy biết quý vị đoán được đâu.
The Buddha says, I tell you about losses. Tôi sẽ kể, tôi bàn luôn về cái chuyện lỗ, cái chuyện hại. Okay? He said, oh, please tell me. Bà là muốn ai à? Tôi cũng rất lắng, đang lắng tai nghe. The Buddha says, Phật mới nói, sleeping until past daylight, that's a loss. Ngủ mà còn ngủ sau khi mặt trời mọc đó là cái hại. Bến Tre nghe rõ không? Someone. Cái ba vẫn chưa hiểu như thế. Thầy nhắc lại, ngủ mà sau khi mặt trời đã mọc, đã mọc rồi mà còn ngủ là cái hại. Ok. Như thế. Ok. This is the Buddha's words. Cái này là lời Phật, không phải lời thầy. This is not my words, okay? Can we make it clear? Cái này không phải thầy bịa chuyện. I assure you, this is from the sutras. Đây trong kinh điển nói, nhưng mà thầy bịa chuyện đó, nghe chưa? Okay. We agree on that? Đồng ý chỗ này chứ? Number two. A short temper is a loss. Nổi giận là hại. What else? Drinking is a loss. Uống rượu là cái hại. Okay, so far so good. Number four. Đức Phật còn dạy gì nữa? Traveling far by yourself is a loss. I'm not inventing this. You see, I'm proving to you I'm not making things up. Đi xa một mình là cái hại. Traveling far by yourself is a loss. Isn't that interesting? It's a loss. You agree, disagree? Quý vị đồng ý cho nó không? Đi xa một mình là cái hại. Right? You're stupid. You travel very far by yourself. At least get a bodyguard. And you kiếm người hồi cận vệ. Right? Number five. Can you guess what number five is? Nếu Phật dạy có năm cái thôi, cái thứ năm quý vị nghĩ là gì? If the Buddha teaches you about losses, okay? Nếu Phật dạy về cái hại thôi. Thứ nhất là ngủ dậy trễ là cái hại. Getting up late in the morning is a loss. Having a temper is a loss. Nổi giận là cái hại. Uống rượu là cái hại. Drinking is a loss. Traveling far by yourself is a loss. Đi xa một mình là cái hại. Cái hại cuối cùng, cái năm này, cuối cùng Phật dạy cứ nghĩ là cái gì? Can you imagine, Jeannie, what is the fifth one the Buddha says is a loss? Anyone? What? Chấp trước. Yes, that's correct. Anyone else? Hatred. That's good too. Chinese people. I know Chinese people don't get it. Indian people will get it. Cái người Ấn Độ mới biết cái chuyện này thôi. And of course me. Chinese people, come on. What is number one, number five? Thế lắc đầu, nhìn nhau lắc đầu. Only Vietnamese know this. Ăn nhiều. Overeating. Close.
Lying. Woo! Very close. Jeannie, what's number five you think? No. I give up. Cheating others. I give up. Huh? Tham lam, greedy. I give up. Thầy bỏ cuộc. I don't ask you anymore. Nó trật lất hết. You're all wrong. Trật lất luôn nữa. It's the most obvious one. Come on, text. This is the most obvious. Cái thứ năm là cái mà rõ ràng nhất. Play along. Cái thứ năm là cái mà rõ ràng nhất. The most obvious one. If you ask me. Yeah. No. You. Covering others' wives. Shame on you. Isn't that most obvious? You gain something, this is of no use to you. That's the Buddha's words. Coveting others' wives. The Buddha says, if you covet others' wives, you gain something that is of no use to you. Đức Phật dạy hay lắm. Ngài nói đó, quý vị mà muốn mưu toan chiếm cái vợ người khác á, thì quý vị được một cái mà nó không có lợi cho quý vị. Dễ sợ. I love the Buddha's teaching. Cái lời Phật dạy nó tuyệt vời. I'm not sure. You got to be a man to understand this. Okay? So those are the losses. Okay? Thành Đức Phật dạy năm cái loại hại đó. Okay? Agree, disagree, đồng ý là không đồng ý. Yeah, me neither. The Brahmin says, cái ông Bà La Môn, mới nói, oh, hay quá. You know so well about losses. Okay? Thì ông nói, oh, Ngài Đức Thế Tôn giảng về cái hài đó hay quá. Tôi chưa nghĩ, I didn't realize it's so beautiful. Your sermon is so beautiful. So the Buddha says, so what do you do? Why you want to learn about losses, loss and gains? Ông hỏi, tôi phải hỏi ngược lại. Vậy tôi hỏi, xin hỏi ông làm cái gì? Là sao ông hỏi về cái lợi với cái hại? Okay? Thật lẽ lắm. Oh, tại sao ông hỏi? Why do you ask me? So what do you do? Nghề ông làm nghề gì? The Brahmin says, ông Bà La Môn mới nói, tôi á, người chuyên môn đi đánh cá. I gamble. Đức Phật mới hỏi, then do you win? Hỏi, Phật mới hỏi là vậy ông có đánh cá thắng không? Bà La Môn mới trả lời. Brahmin says, answers, he says, sometimes I win, sometimes another wins. Ông Bà La Môn trả lời, nhiều khi, đôi khi tôi thắng, đôi khi có người khác thắng. So the Buddha says, Phật mới nói, cái thắng đó nó tầm thường. That is a trivial victory. Your victory is trivial. Okay? It's not long lasting. Cái thắng này nó không có trường cửu. Vì nghe thời thấm thía dễ sợ lắm.
this is, this really, really has an effect on me. Cho nên nghĩ lại chứ coi, những cái thắng cuộc trong đời của mình đó, nó không có trường cửu. Think about all the victories you have. It's not long lasting. Tất cả những cái thắng quý vị có trong cuộc đời mình có bây giờ đó, nó không có trường cửu, đúng hay không đúng. Isn't that right that most of your victories, almost all your victories are not long lasting? Đồng ý là không đồng ý? Tại sao cả đời mình chưa muốn đi chạy theo cái thắng mà nó không có ý nghĩa vậy? Then I may ask you, why is it, Kim Điền, you spend your life, you devote your life chasing after a victory that is not long lasting? Cứng họng, trả lời không được. Dễ sợ không? So the Brahmin says, so what am I to do? Bà Lâm Bồ nói, tôi phải làm gì bây giờ? Buddha says, Phật mới nói, there's a victory that is long lasting. Có một cái loại chiến thắng mà nó trường cửu. What is it? Đó là cái gì? You win yourself. You win, you prevail over yourself. Mình tự thắng mình, nó trường cửu. Còn thắng người ta đó, trong tương lai sẽ có người khác thắng mình. If you prevail over others, in the future, others will prevail upon you. You prevail upon yourself. No one else can prevail upon you. Mình tự thắng mình, không ai thắng mình được nữa. Dễ sợ không? Okay. Thế đó là tri hệ đã quả ngân. That is wisdom. Thành cái tri hệ đó, nó lợi là cái hại. I ask you that. Rồi hỏi cái vị lại. That wisdom that I just talked about, is it gain or loss? Gain? Who says gain? Vicky says gain. Cái này lợi. Anyone? You agree with Vicky? I don't agree with Vicky là không. Lợi là hại. Lì. Hoa loss is what? Sư. Tờ hoa sư. Lợi là hại. Why is it gain? Because you're like disciplining yourself, you're improving yourself. Mình tiến bộ. Text disagrees. John, Mr. Intellectual, is a gain or loss? Cái này lợi là hại. Còn có người nói lợi. Okay? You all agree it's a gain? I gave you the answer already. It's a loss. Gain. Thank you. Okay, that's two of us. Okay, can we have a vote? Is it gain? Whoever says gain, raise your hands. Two. Who says loss? Because I said so. Not bad. Wisdom. Thank you. Okay. You want which part? The wisdom from you singing? Absolutely.
Thì bởi vậy thầy mới bắt đầu và nói là cái trí huệ là cái hại mà cái vô minh là cái lợi. That's why I started by saying when Bồ Dinh asked a question, ignorance is gain and wisdom is a loss. Why is ignorance a gain and wisdom is a loss? Tại sao trí huệ là hại mà vô minh là cái lợi? You see that? You get it now? Yes? What is it? Why? You're ignorant and you... Mình vô mình chụp. Right, John? Red Ferraris? Iris? Prius? Huh? Người vô minh mình mới chụp. Mình thấy lợi không à? Cái người vô minh thấy toàn lợi không à? Hiểu không? À, cô đâu có hiểu thì cô ở xanh có sao vô minh mà lợi được. Vô minh là người vô minh chỉ thấy cái lợi, không thấy được cái hại. The ignorant ones only see gains, they cannot see losses. Remember the story the Buddha started talking about? Exactly. What? Losses, not gains. Cái người trí huệ nói về cái hại, không nói về cái lợi. Đức Phật bắt đầu kể câu chuyện bằng cách gì? Nói về cái hại, đâu có nói về cái lợi đâu. I gave you a clue or a tip already. Why you understand that ignorance is only six gains? Cái người mà vô minh á, chỉ muốn cầu cái lợi, đúng không? Sounds familiar? That's why I know about ignorance. Bởi thầy mới biết về cái vô minh. Ignorance is greed. Yeah, ignorance is greed. Precisely. Okay. Mình vô minh mình mới tham lam, mình muốn nhiều, mình muốn lợi, đúng không? Có người trí huệ đó, when the people are wise, they what? They give. Thank you. And this year, I'm going to take all the lunam you have on growing on that tree. Thank you, John. Yeah, take a break, take a break. Người có trí huệ đó, là sẵn sàng chịu thiệt thòi. Tại vì sao vậy? Thần ngã nó không có than phiền nữa. Hết cái ngã rồi, thành không còn sợ thiệt thòi nữa, không còn tham cái lợi nữa. The people who are wise have put an end to the ego. That's their why they're no longer seeking. They're not longer greedy or angry. Is that clear? Thầy đồng ý cái lời trả lời đầu thầy nói rõ ràng không? Vô minh là cái hại mà là cái lợi mà cái trí huệ là cái hại. Vì vậy đó. So far so good? You like it, Kim Điền? Kim Điền typing, wow, today is good. Oh. Okay, number 73. Moving on to slide number 2 for today. Ngày hôm nay mình tới cái tấm thứ nhì luôn. Okay. Now we talk about difficulty before suffering. Ở trước mình đang bàn về cái khổ, vì mình nói về cái khó. Suffering and difficulty. There are also 8 kinds of difficulty. Vẫn có 8 cái loại khó khăn trong cuộc đời của con người. Okay. The three evil paths. Cái ba khó khăn đầu tiên hết là tam ác đồ. It is difficulty because once you are in, it's very difficult to get out. Cái tam ác đồ nó gọi là khó là tại vì một khi mà quý vị đọa vào tam ác đồ đó, rất khó mà thoát ra. Bởi vì cái Phật giáo chúng ta tu đó, việc đầu tiên hết là
tránh đọa tam ác đồ. That's why in Buddhism, the first thing we do as part of our practice, first goal is what? To avoid falling into the three evil paths. Is that clear? Okay? It takes aeons of lifetimes for you to get out of each of these three evil paths. Quý vị biết không? Một khi mà đọa vào cái ba cái tam ác đồ này đó, hằng hà sa số kiếp mới thoát ra nổi. Thường thường như vậy. Nó khó dễ sợ. Okay. Number four, thứ tư. Okay. Cái loại khó khăn thứ tư. The fourth kind of difficulty is you are handicapped. Mình bị cái căn cơ nó không đầy đủ. Hoặc điếc, hoặc mù, hoặc là ngọng. Maybe you're deaf, maybe you're blind, maybe you cannot speak. Okay. Maybe you are something wrong with your head. Okay. All those. Okay. Bị tật nguyền. Cái là cái khó khăn. Case in point. Ví dụ. Cái chùa mình á, nó người bị tật nguyền tới có tới được không? Không có phòng tắm cho họ nữa. For example, for our temple. You handicap? It's no handicap bathroom. It's a difficulty. Cái chùa mình á, mấy người mà bị ngồi xe lăn mà đâu có chỗ phòng tắm cho họ đâu. Là những khi họ tới đó, họ không cách nào ở đây lâu được. They cannot stay for very long. Chịu thôi. Okay. Any question? Ai thắc mắc gì không? 74, tấm 74. Number 5, cái khó khăn thứ 5. Okay. You're born in a northern continent. Quý vị sinh vào cái Bắc Châu. Europe? Yeah, it's close to Europe. Nó gần gần như Âu Châu đó. Why? What is Uttarakuru? Cái Bắc Châu là cái gì? We are dwelling on the southern continent. Chúng ta đang ở trên cái Nam Châu. Okay? We are staying, we're dwelling on something called the southern continent. Okay? Northern continent is the other side of Mount Sumeru. Bắc Châu là phía bên kia của cái núi Tu Yi. Huh? Yes, you Chinese people? Đồng ý không? Mấy người tàu đồng ý không? Right? Bảy Châu gần Nam Châu. Now then the southern corner is called Jambudvipa. Cái châu chúng ta là Nam Châu gọi là Nam Phủ. Huh? Nam Diêm Phù Đề. Okay? And Bắc Châu thì gì đó, vậy đó. Okay? Jambudvipa is where we are. Uttarakuru is the other side of Mount Sumeru. Cái núi Tu Di đó mình có đó. Núi Tu Di này á. Thì phía dưới là Nam Châu, phía trên là Bắc Châu. Why being born in northern continent is a difficulty? Tại sao sinh vào cõi Bắc Châu là khó khăn? Do you know that you're born to Uttarakuru? Your lifespan is what? 1,000 years. Nếu quý vị sinh vào Bắc Châu là sống mạng sống mình 1,000 năm. Right now, 1,000 years. Here, down here is only 60 years on the average. Ở đây trung bình 60 năm thôi. Bắc Châu là 1,000 năm. And they're very blessed. Họ sung sướng dễ sợ, họ đầy đủ. They're well off. So why is that? So why is it a difficulty? Tại sao nó gọi là cái khó khăn? You should at least pretend a little bit. Make it, you know, as if you're struggling a little bit.
disappointed at you. 7 years, you still don't know the game. 7 năm vẫn chưa hiểu cái cách mà trả lời nữa. Correct. The Northern Continental Nature difficulty is that you don't have Buddhism. Ở cái Bắc Châu không có Phật giáo. Thành không thể nào đắc được giải thoát. It's impossible for you to attain liberation. Không cách nào mà đắc giải thoát được. Cứ luân hồi hoài à. You will revolve in the wheel. Cứ kẹt trong cái vòng luân hồi hoài à. Chạy không được. Okay? Is that clear? Okay? Number six. Cái khó khăn thứ sáu. You born into the long life heaven. Sinh vào cái trường thọ thiên. Cái tên khác của này là another name for it is Vũ Sảng Thiên, Trường Sâu Thiên, Vũ Sảng Thiên, đều y yang de. Đồng ý de. À, cái này là Vô Tưởng Thiên hoặc là Trường Thọ Thiên. À, ở đó là quý vị sống 500 đại kiếp. You live to be 500 great kalpas years. 640 trillion years. Có nghĩa là vị sống 640 tỷ năm. Can you imagine how much social security you're going to need for that? Quý vị tưởng tượng quý vị về hưu lúc 60 tuổi mà sống đến 640 tỷ năm, quý vị biết tốn tiền cái chừng nào không? Nội cái tiền mà trả tiền bảo hiểm sức khỏe không là mình đủ phá sản rồi. Just think about the kind of health insurance you have to pay. You're going to bankrupt you. So why is it a difficulty? Tại sao nó khó khăn? Lâu quá, lúc mà Phật xuất thế đó. Tại vì như vậy này, I give you this number for a reason. Thầy cho quý vị cái số này và cái lý do. Maitreya Buddha is going to come out when? Ngài Di Lặc Bồ Tát sẽ xuất hiện lúc nào? Xuất thế lúc nào? 60 million years, less than 60 million years. Ngài Di Lặc Bồ Tát đó sẽ xuất thế thành Phật đó khoảng chừng 16 triệu năm nữa thôi. Okay? So when he comes to the world, where are you going to be? Quý vị ở đâu? Vẫn ở trên cõi trời như thường. Okay? He's going to be still in a long life heaven. Vẫn ở trong cái cõi trường thọ thiên như thường. Tại sao? Tại mạng sống lâu quá. Sống lâu quá này. Thành biết bao nhiêu Phật xuất thế rồi mình ở trên kia, mình không tới, mình đắc, mình bị kẹt. So what happened? We live so long, you're stuck up there. You have no way of getting out. So by the time you die, your life comes to an end, you fall down. And guess what? No Buddhism. Thành khi cái gì, những cái người sống lâu như vậy, khi mà ta hết, tới cái kết mạng của họ rồi, mạng họ hết rồi, họ rớt xuống, thì họ Phật đã đi rồi. Okay? Không gặp được Phật. The difficulty is you cannot see the Buddha. No. No, you can't. Okay? And that's why it relates to the next difficulty before and after the Buddha. You born before the Buddha came to the world or after the Buddha came to the world. Thành cái khó khăn, cái nạn khó khăn đó, là cái vị sinh trước khi Phật xuất thế hoặc là sau khi Phật xuất thế. For example, we are born after the Buddha's time. Như chúng ta gặp cái nạn sanh sau khi Phật. Đúng không? It's a difficulty. Thành học khó khăn vậy, so it's very difficult now. Okay? You come and learn Mahayana, Master Yung Wang, what did he tell you? Cross your legs. Tới muốn học Phật Pháp, thì việc thì ngày Thích Vịnh Hoa dạy cái gì? Con phải chịu khó ngồi kiết già đi con. Thế chạy dài không? Mấy người Việt Nam chạy dài không? You see now the Vietnamese are gone after 2 weeks. Yeah. 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 Nó khó khăn như vậy nữa.
When you are the Buddha, lúc mà quý vị gặp Phật còn tại thế, you know, Phật nói cái đắc quả ngay lập tức. The Buddha preaches to you, you certify to fruition. Những cái người mà lúc mà Phật còn tại thế, Ngài nói pháp là đắc quả ngay lập tức. Like this morning, you weren't here, my friend, this morning. And you may want to listen to that morning's lecture again. I told him a story. I said, and the story, the story that happened during the Buddha's time, and the story the Buddha explained it to the woman, and she certified to first stage Arahatship. In minutes, after the Buddha finished speaking, she certified first stage Arahatship. Buổi sáng thầy kể cái chuyện đó, cái vì những người muốn tới đó, là kể chuyện mà Đức Phật gặp một cái người em gái của ngài A Nậu Lâu Đà đó, mà nói pháp cho cô đó nghe đó, mà 5 phút thôi, nó pháp xong một cái cô có đắc được sơ quả A La Hán ngay lập tức, không cần cần đi nhập Phật thất, không cần đi nhập thiền thất, không cần ngồi kiết gia, không cần niệm Phật, không cần gì hết đó, hay áo xanh được không? So no need to go to a Buddha, the Fo Chi, the Chan Chi, any of those things. No need to sit in full lotus. No need to come to Saturday morning Chan class or Saturday evening Tantra session. You certify fruition. Sướng như sao? That's what happened when Maitreya Bodhisattva came. 16 triệu năm rồi khi mà Ngài Di Lặc Bồ Tát xuất hiện thế đó. He would teach one day. And one night, Ngài chỉ dạy một ngày, một đêm là xong. Là hằng hà sa số, người sẽ chứng đắc quả. There will be countless people certified to Arahatship. Countless people. It's an exact number. I can't even remember. It's too big. Cái số người đó mà đắc được ấy, cái A-la-hán quả nó nhiều, thầy nhớ không nổi luôn nữa. Dạy một ngày, một đêm thôi là xong. Then he's done. Then he's gone. Khỏe dễ sợ không? Thầy cũng mau ước của mình lúc ngày Di Lặc Bồ Tát xuất thế, mình ra mình tới mình xin ngồi nghe một tí thôi. Oh, I wish now the rest of my life to be able to meet Maitreya Bodhisattva and then listen to him for a few minutes. Okay. Khỏe quá. Thiền thất gì chứ mệt. Ông Thiên Hoàng chỉ thầy chừng khó khăn không? Master Thiên Hoàng teaching is only the hard way. Không bao giờ ông chỉ thầy là tìm tới ngày Di Lặc Bồ Tát mà nghe ngài giảng pháp. He never taught me to go seek Maitreya Bodhisattva. He never told me, why don't you wait a little bit? Đợi một tí được không? Okay? So that's the meaning of before and after, born before and after the Buddha. Thành ra cái ý nghĩa của mình sinh trước khi Phật xuất thế, sau Phật xuất thế là tu hành khó khăn lắm. Before the Buddha comes to our world, very difficult to cultivate because no Mahayana, no Buddhism. Tại trước khi Phật xuất thế đó, không có Phật Pháp. Sau khi Phật xuất thế thì Phật Pháp nó tàn tạ, không có thầy. After the Buddha is gone, there's no good teachers, no great teachers. The same caliber as the Buddha. Không có người nào mà thầy vì thầy nào mà giỏi như Đức Phật được hết. Thành ra gọi là cái khó khăn của tu hành của mình. Finally, number 8. Cuối cùng số 8. Worldly intelligence and eloquence. Thế gian biển thông, sư chế, biển trông, sư trông, biển trông, sư... What's the Chinese? 8 difficulty. These Chinese people, they don't know anything. Mấy người ta hỏi dở vậy sao không biết gì hết á. Sư chư biện chung. Không thì Thánh Hương, thầy cũng thông cảm. Còn tụi trẻ nó mang kính mà sao mà nó mờ được. She says, you know, the Chinese character is very small, it's very hard to look at them. I say, yeah, I understand where you're coming from. But the young people, they all wear glasses. There's no excuse.
Thế trí biển thông, sư trư biển thông. Okay? Worldly intelligence and eloquence. Thế trí biển thông nghĩa là sao? Cái người này á là cái người thông minh. Okay? Mà biết rất nhiều cái thế gian pháp. This person is very smart and knows a lot worldly dharmas. And that's a difficulty. Đó là một cái khó khăn. Đó là một cái nạn. Why is that? Tại sao như vậy? They don't không tin. Okay. What? Oh, they don't believe. Tin. Tin is believe. The Chinese has a similar word that came from us. Xin. Xin. Đó, người Hoa bắt chước người Việt. Phán kiếm điện. Sư trư biển thông. Thầy thầy. Soi xin xin bù gâu. Mấy yêu xin xin. Vì thông minh, vì có cái miệng lưỡi, thành không có tin. Không tin. They don't believe. Yes. Not necessarily. Because you may have exposure to Master Xuanhua, but you still don't believe me. Ask them. Ask the VDRBA disciples. Same Dharma, similar Dharma, and yet they don't believe me. They believe him. They know too much. Yes. Một ngày một đêm thôi. Một ngày một đêm. Chẳng phải một ngày đâu. Đêm cũng dạy nữa. Ngày hấp tấp lắm. Dạy một ngày một đêm xong. Hút. Goodbye. Khỏe ha. Khỏe. Đi làm một ngày một đêm xong. Isn't it great? People wondering. Maitreya Bodhisattva only one day. I said no. One day, one night. And he's done. Thì bởi vậy Di Lặc giỏi hơn nhiều. So she says, so how come Shakyamuni Buddha take 49 years and Maitreya only one day, one night? I said, because Maitreya is much better teacher than Shakyamuni Buddha. Okay? My personal opinion. I'm bitter because I'm born after him. So what do you want me to say? Hỏi một cái người mà đang cay đắng tại mình sinh sau cái Phật Thích Ca Mâu Ni sao mình khen ổng được? Yes, sir. I'm calm down. I've calmed down. Yes. Why do you think one day, one night? Quý biết tại sao một ngày, một đêm không? Nghèo mà ham. Clearly, you guys are poor and yet you're so greedy. Nghèo mà tham. Yes. Why? Close. Gần đúng. Yeah. Don't need to translate. It's wrong. I'm kidding. Why? Good thing because I'm running out of time. Thế thì giờ rồi, phải nói vắn tắt. Okay. Hồi đó, mạng sống mọi người trung bình là sống 80.000 năm. Một người sống 80.000 năm.
The lifespan then is 80,000 years. One day, one night is very long compared. It's longer than 49 years right now. Someone use a calculator, divide it out, and you see it's longer than 49 years. Because the average lifespan now is only 62 when the Buddha was alive. Okay? So it's 49 years compared to that thing in one day, one night, it's much longer than 49 years compared to right now. Okay? Thành một ngày một đêm là dài, dằng dặn, một ngày cái này chả dài khổ, đời nó dài, một ngày mà đời đêm là khổ nó dài luôn. See that? So the day is so long, the night is so long. Where? On this planet? No. On in our world. Okay? No, who cares? Okay. I don't know. I don't have all the details. Ông nói sao thầy mà nói vô lý thầy. Thầy đâu phải biết hết đâu. Thầy đọc chừng đó thôi. Thầy nói chừng đó thôi. I only read so much. You want me to extrapolate? I can't do that. Sao? Hồi đó người tốt, thời đó người ta mạng sống dài thì người ta người tốt lắm. Đúng. She says what she says is very good. She says at that time people are very, very, very virtuous, very good. That's why they live to be so long. That's why they don't need to learn very much. Thành không cần học nhiều mà đã đắc đạo, dễ sợ không? Okay? They're very blessed. Hồi đó phước vừa lớn dễ sợ. They're extremely blessed in that era. Okay? That's why. Đủ rồi, dạy ta đủ đắc giải thoát là xong rồi. Đức Phật thường thì thực thật sự thật là Đức Phật rất là có thể nói là lười đi. Dạy xong là bỏ đi, không ngồi ăn uống trà thì ăn gì đó, shave eyes nào đó. The Buddha is very lazy. As soon as they're done, they leave. They don't sit around and say, "Hey, how are you? Would you like some shave eyes or how about some sweet tamarind? How about, you know?" They don't socialize. They done. I'm out of here. Oh yeah. Unlike me. Okay. Please. Okay. Let's do transference. Hồi hướng công đức hỷ.